Dại quá ha. Vậy la bơm nữa đi con. Bà đứng bà giang cô lừ bà bơm thấy thương ghê không? Vậy là cái sinh nhật vui quá, có nhiều bạn quá. Bạn Bella toàn là bự 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 không à? Bạn Bella toàn là... Bella đứng tới lưng quần người ta. Bà này bỏ vô trong ủa sao bong bóng dài dữ vậy ba, sao mua bong bóng tròn bong bóng dài dữ vậy? Bella ơi, bạn của con tên gì? Bạn con tên gì? Làm gì cười dữ vậy ba? Phải bóng chứ vậy. Để bong bóng có văng trúng mặt nó không mà nó cười dữ vậy. Coi cờ ô, bà đứng bà chỏng mông bà bơm kìa. Thấy cương quá đi à. Con gái bơm bong bóng giỏi quá. Ủa, gạo người ta làm bao to vậy hả? Người ta không chia ra phần nhỏ nhỏ hả mẹ? Cười thương cơ. Cười hứng ha hứng hở. Thương ôi, ôi lịch sự ghê không? Cười bụm miệng nữa kìa. Ôi con gái kìa, gái giỏi quá kìa. Dễ thương quá à. Vậy được rồi. Con gái ơi, con biết hôm nay sinh nhật con không? Chúc mừng sinh nhật Bella nha nha nha. Chúc Bella 2 tuổi mau ăn trông lớn nha. Mạnh khỏe thông minh nha. Dễ thương chưa, coi bả coi. Sáng nó có thức dậy sớm không ba? Sáng nó có thức dậy sớm không? Sao bữa đám giỗ ông nội nó biết có thức sớm mà sinh nhật nó tỉnh bờ ha? Cười. Vẽ bong bóng nó cười vậy đó. Bella giỏi quá, Bella bơm giỏi quá, có chị giúp ha.